Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Bạn này bị chậm mất hơn 15 phút nhé. Mày thấy lạ lùng thật. Tức là hôm nay tôi sẽ trình bày một cái chủ đề rất là mới đối với chúng ta, tức là cái tức là nói về thuật toán, hay về phân tích thuật toán, hay về làm chương trình để demo để triển khai thuật toán trên Python thì nó quá sức đối với chúng ta, vì chúng ta đang rất là mới. Chúng ta đang chuẩn bị để dạy Python cho học sinh. Chúng ta rất là mới cho nên là cái việc mà học bài bản này thì rất mất thời gian, và chúng ta sẽ có những cái lớp khác nha. Nhưng mà hôm nay tôi có một cái buổi là nói nhanh thôi. Dùng cái từ là phân tích thuật toán kia là nó hơi nặng nề quá, nó hơi, nhưng mà tôi sẽ nói nhanh một chút về chúng ta có thể làm gì đối với Python. Python có thể làm chương trình thuật toán được hay không? Python có thể phân tích thuật toán được hay không? Đó. Và tôi cũng nói về cái định hướng của cái môn tin học mới nó như thế nào, nó khác gì so với môn tin học cũ, về về cái chuyện đó là khoa máy tính ấy, thì nó có gì đặc biệt so với cũ. Thì hôm nay cái buổi này tôi nó sẽ giới thiệu nhanh như vậy và chúng ta nắm được. Và cái buổi hôm nay thì là cái buổi mà tôi một chút. Buổi hôm nay thì nó là nâng cao đấy, cho nên là nâng cao, cho nên có thể chúng ta sẽ không hiểu hết đâu, nhưng các bạn sẽ cố gắng nghe nhé, hiểu đến đâu thì hiểu. Và sau này chúng ta có thể xem lại cái video này để chúng ta có thể đọc thêm các tài liệu khác để chúng ta sẽ biết được. Rồi thế như vậy, đây chúng ta có hai, tôi sẽ trình bày luôn có hai cái mấy câu hỏi sau đây này. Thứ nhất là tôi muốn nói về phân tích thuật toán là gì. Phân tích thuật toán là gì? Quay chúng ta đã làm chúng ta đã dạy học sinh rất nhiều rồi, dạy về thuật, chúng ta dạy cho học sinh giỏi đúng không? Cho học sinh giỏi đi thi một thuật toán, cái từ này nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ thực sự thuật toán là gì, phân tích thuật toán là gì thì chắc là chưa ai, rất là mới đối với chúng ta, mới cả học sinh nữa. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là từ trước đến nay cái việc thi học sinh giỏi, thi học sinh giỏi tin học đấy, tin học thì đó nó có phải là thuật toán hay không đấy, nó có phải là cái nó có phải là khoa máy tính hay không đấy. Tính hay không, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút những cái đó từ xưa đến nay đấy. Cái câu hỏi thứ ba tôi sẽ là ngay bây giờ là cái định hướng CS đó, chú ý nhá, định hướng CS ở trong định hướng CS ở trong chương trình mới đấy, ở trong cái chương trình tin 2018 có gì mới không, có gì đặc biệt không? Đấy. Thì tôi sẽ trước khi tôi trả lời câu hỏi này đã, sau đó tôi sẽ quay sang chúng ta sẽ học làm thử một số cái bài tập cụ thể trên Python, và chúng ta sẽ thử phân tích thuật toán trên đó là như thế nào, để chúng ta thấy là Python là cái ngôn lập trình rất là hay, rất là tốt để chúng ta làm các bài toán liên quan đến thuật toán. À, rồi thế bây giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi này nhé. Thì đầu tiên tôi muốn nói về cái chương trình tin học, cái chương trình tin 2018, mà chúng ta năm nay là chúng ta là giáo viên chúng ta bắt đầu được tiếp cận cái này và bắt đầu dạy học sinh theo cái chương trình mới. Thì chương trình 2018 là chương trình gì? Là cái chương trình mà tôi đã nói rất nhiều lần trong cái buổi tập huấn ấy, nó là chương trình là thay đổi hoàn toàn môn tin học. Đấy. Trong tất cả các môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới thì tin học là cái môn học duy nhất mà thay đổi hoàn toàn. Chúng ta nhắc lại cái điều này nhé. Tất cả các môn học khác đều là chỉ thay đổi cái cách dạy, phương pháp giảng dạy, cái tư duy, rồi có thể là thay đổi cái vị trí kiến thức, có thể thêm bớt một vài cái nhỏ, nhưng chủ yếu là nó vẫn chính là chương trình cũ.
Cho nên khi mà tiếp cận với chương trình mới này này thì tất cả các giáo viên khác đều rất là dễ dàng tiếp cận, nhưng riêng môn tin thì lại khác hẳn. Đó, cái này chúng ta nhấn mạnh là một điều rất quan trọng. Riêng môn tin thì nó rất là khác biệt, nó là hoàn toàn mới về tất cả mọi thứ, về tư tưởng, về cách tiếp cận, về cách xây dựng chương trình. Đấy. Cho nên là mà cái, một cái điểm rất là khác biệt nữa là tin học là cái môn mà được thành môn học chính thức mà học suốt từ lớp 3 đến lớp 12, mà chúng ta lại chen ngang và dạy ngay từ lớp 10, đáng nghĩa là phải đầu tư dạy từ lớp 3 trước, xong lớp 4, lớp 5, thế hết lớp 10. Nhưng mà không, gì của bộ là họ muốn làm nhanh, cho nên là cùng một lúc là lớp 3, lớp 7, lớp 10 là học cùng một lúc. Mà học cái chương trình lớp 10 là cái chương trình mà đáng lẽ học sinh phải học liên tục từ 3 đến 9 thì nó mới hợp lý. Chúng ta nhảy buộc vào chúng ta dạy ngay lớp 10, như vậy là khó khăn đối với chúng ta nhé. Rồi, thế thì trong cái điểm mà mới đó của tin thì cái gì là đặc biệt nhất? Tôi xin trình bày luôn đây. Cái điểm rất đặc biệt là như thế này. Nhé. Cái trình mới của cái trình cũ, thì tôi nói về cũ nhé. Cũ, cái chương trình tin cũ. Bản chất nhất là chương trình là ứng dụng tin học. Ứng dụng công nghệ thông tin hay tin học. Hay là nó cho chúng ta gọi là chương trình là mà chúng ta gọi là ICT đấy, ICT chương trình ứng dụng thôi, ICT là cái ứng dụng tin học. Chúng ta học ngay cả cái việc là lập trình, ngay cả cái việc lập trình trình cũ cũng nó cũng chỉ là cái lập trình thi đấu này, hay lập trình thi đấu là chính. Cũng học một thuật toán nhưng mà để phục vụ cho cái việc thi sinh giỏi thi đấu là hết. Và tất cả cái trình cũ nó chỉ là như thế này, chúng ta học những cái phần mềm cụ thể để ứng dụng vào trong thực tế. Và cái điều này là cái trình cũ là như vậy, mà tôi nói luôn cái trình cũ này là không phải chỉ Việt Nam đâu mà toàn thế giới nó như vậy hết. Còn chúng ta chưa hề được học cái nó gọi là khoa học máy tính là không hề có nha, cái gọi là khoa học máy tính là thực sự nó là cái môn khoa học thực sự của máy tính ấy, của môn tin học ấy, khoa học máy tính. Tiếng Anh gọi là CS, Computer Science ấy, là hoàn toàn không có, hoàn toàn là chưa hề có, chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có trong chương trình phổ thông, trong chương trình môn tin. Đấy, chương trình môn tin phổ thông từ xưa này là chưa bao giờ có. Đấy, cho nên bạn thấy không này. Thì như vậy là riêng cái này là khác hẳn các môn học khác, rất là khác luôn đấy. Từ xưa nay cái học máy tính ý là cái môn mà chỉ dạy ở đại học mà cũng rất là đại học cũng chỉ học lướt qua sơ sơ qua rất là ít thôi. Thường những ai chuyên về học máy tính, chuyên về học về thì mới được học sâu hơn, còn lại là chỉ chưa hề được tiếp cận đối với học sinh phổ thông đấy. Nhưng mà chương trình mới đây tôi mô tả một đoạn chương trình mới nhé. Chương trình mới thì các bạn xem lại cái, nếu ai mà chưa có xem chương trình mới thì một trong cái điểm rất là cơ bản mà cái nhóm chương trình, những ban chương trình là thầy Đàm là chủ biên ấy, thì thầy đưa ra một cái hình ảnh mô tả cái cấu trúc, cái điểm đặc biệt của cái trình tin học mới là như thế này. Nó gồm có ba cái nhóm, gồm có ba cái nhóm thành phần, một cái nhóm gọi là DL là học vấn số hóa phổ thông, nhóm thứ hai là nhóm ICT là các ứng dụng công nghệ thông tin, cái thứ ba là CS. Bạn thấy không nhỉ? Đấy. Thì cái DL là cái học vấn số hóa phổ thông là những cái mà những kiến thức cơ bản như là học gõ mười ngón, học soạn thảo văn bản, học soạn thư điện tử, học vào internet thì ngày xưa chúng ta đã có rồi, nhưng mà cũng học một cách là không không bài bản. Thì lần này là cái DL này là học sâu hơn và đưa vào cả kiến thức như về pháp luật, về đạo đức, vân vân, liên quan đến cái việc học vấn số hóa phổ thông. Cái hướng thứ hai là hướng ICT là cái hướng ứng dụng công nghệ thông tin, thì cái là từ xưa chúng ta vẫn làm, nhưng mà cái hướng thứ hai này là hướng là hướng thứ hai là cái hướng chúng ta vẫn quen rồi, và từ xưa nay mọi người đều đều tất cả các giáo viên, tất cả những cái trong trong cái ngành giáo dục Việt Nam đều coi giáo viên tin học là giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, và họ đều coi giáo viên tin học là cái người mà chỉ đi sửa chữa máy tính, chỉ lập trình cũng chỉ là để thi đấu thôi. Đấy. Và chỉ là ứng dụng thông tin thôi. Thì với cái mô hình cũ là DL cộng với ICT thì cái bộ kia này là nó hai cái này nó chưa thể hai cái này nó không làm cho môn tin học thành môn khoa học. Đấy. Hai cái này nó sẽ suy ra là tin học
Tin học là một cái môn học ứng dụng, hay là các bạn sẽ thấy là cái môn phụ, là môn phụ hoàn toàn, và học có lý do của họ, học lý do của họ. Cái môn tin học mà nó chỉ thay đổi trên xoay, thì hôm nay là năm nay là Win 7, sang năm là Win 8, sang năm nữa là Win 10, thì nó chẳng có gì, là nó không có phần lõi cơ bản, không có kiến thức lõi cơ bản. Người ta vẫn coi là cái môn nào là môn khoa học cơ bản, là cái môn như môn toán lý hóa, gọi thấy cái thức nó vững bền, nó thay đổi rất ít, nó thay đổi nhưng không nhiều. Một cái môn toán hiện nay và môn toán cách đây 20 năm nó ná như nhau cả, thì cái đó là cái thức nền, cái thức lõi của môn toán. Thì cái đó người ta mới gọi là toán là môn khoa học. Còn tin học thì không, bởi vì nó cứ thay đổi xung xoay như vậy. Như vậy là nếu mà tin học mà chỉ có DL và ICT không thôi thì nó vẫn là như cũ. Đấy, nó không phải là môn khoa học, và như vậy nó không là cái môn được coi trọng ngang hàng với các môn khác, là chú ý nhé. Và từ xưa nay môn tin học là đúng là chỉ thế, chỉ là DL và I và ICT thôi, mà cái điều này là đúng ý, áp dụng cho toàn thế giới chứ không phải là không phải chỉ Việt Nam, là do cái môn học là một phát triển nhanh quá mà nó mới quá. Đấy. Nhưng mà năm nay là trong chỉ mới là bộ lần đầu tiên dám đưa vào một cái khái niệm mới, một gạch mới là CS. Và thấy như vậy, cái CS này là cái mới tinh mà đưa vào. Hiện nay người ta có xếp CS là chỉ ngang hàng hay là xấp xỉ cho nhỏ hơn cái DL và ICT thôi, nhưng mà càng ngày cái CS càng phát triển lên, và trong tương lai xa hơn nữa thì CS thì nó là cái trọng tâm của môn tin học luôn. Bạn chú ý nhé, như cái CS này là chính là cái gì, nó chính là nằm trong kia gọi là kiến thức lõi, nó làm cho môn tin học thành môn khoa học thực sự luôn, và nó làm cho môn tin học thành cái môn mà gì, thành cái môn là môn ngang hàng với môn toán lý hóa sinh. Đấy. Thì chỉ có CS là kiến thức nó lõi và nó là khoa học, nó bài bản, nó không thay đổi theo thời gian. Đấy, thì như vậy là cái CS chính là cái định hướng là cứu tinh cho môn tin học hiện nay. Mà con thấy hiện nay là tin học, khi mà học sinh chọn tin học cấp 10 lớp 10 là phải chọn ngay một trong hai hướng là CS và ICT. Những cái này nó là ứng dụng, đúng, còn lại đây là ứng dụng, đây là ứng dụng khoa học máy tính, học máy tính. Thì thật ra là ở trong cái khi trong khi những người mà ra cái tư tưởng này, cái tư tưởng là đưa CS xuống xuống trên nhà trường phổ thông ấy, là nó xuất phát từ từ rất nhiều các nhà khoa học đưa ra trên thế giới, và người ta dần dần ta đưa dần vào. Hiện nay là các nước là Hàn Quốc hay là Anh hay nước hay là các nước ở châu Âu, nước Anh hay là Mỹ đều đưa cái này vào vào hết rồi, và dần nó sẽ thẩm thấu dần vào trong cái môi trường giáo dục phổ thông. Và cái định hướng CS này này nó càng ngày nó càng sẽ phát triển dần, và nó sẽ dần nó sẽ thành cái trung tâm trọng tâm của toàn bộ chương trình tin học mới. Và ngay trong ứng dụng này thì cũng có một cũng len lỏi vào cái phần CS, chứ không phải ứng dụng chỉ là thuần túy là ứng dụng đó. Bạn thấy không, có cái điểm đặc biệt đấy. Cái này thì để lúc khác, để lúc nào đó điều kiện tôi sẽ nói, nhưng mà hôm nay bây giờ chỉ nói như vậy thôi. Tức là nôm na là cái định hướng CS mà chúng ta vẫn thấy đấy, vì các bạn vẫn tranh cãi nhau giữa CS hay là ICT, chính là cái định hướng mà đưa cái CS này vào trong cái môn tin học. Và cái CS này nó không phải chỉ ở lớp 10 mà suốt từ lớp 3 lên đến lớp 9, ở trong chương trình lúc nào có cái phần là phần định hướng về CS, chính là cái chủ đề là giải quyết vấn đề sử dụng máy tính, đó chính là chủ đề tương ứng với là cái định hướng CS đấy. Thì nôm na nó là định hướng về liên quan đến lập trình, liên quan đến thuật toán, liên quan đến các cái cách giải quyết vấn đề sự sử dụng của máy tính. Và đến lớp 10 này thì rõ ràng nó là định hướng về về lập trình, về thuật toán vân vân. Rồi thì đó là cái em đây đấy là chính là toán học máy tính nhé. Thì như vậy là lần đầu tiên từ chương trình mới của chúng ta thì học máy tính được đưa vào nhà trường, và thực sự bây giờ môn tin học với cái trọng tâm của nó là CS thì nó sẽ biến thành cái môn khoa học và ngang hàng với các môn là toán lý hóa sinh. Và thực sự nó là môn khoa học thực sự, nó là cái môn mà nó có cái phần phần liên kiến thức lõi rất là cơ bản, đó là phần kiến thức liên quan đến lập trình, tư duy thuật toán, tư duy máy tính, tư duy STEM, đúng không, sử dụng chương trình thuật toán để làm ra các sản phẩm số, làm ra các phần mềm, rồi là giải quyết, rồi là học về lý thuyết thuật toán, phân tích thuật toán, đánh giá thuật toán. Đó là cái mà cái mới nhé. Rồi thì chương trình của chúng ta sẽ được học lớp 11, lớp 12 nữa, để nói trước như vậy chúng ta biết nhé. Rồi thì bây giờ ta quay sang game
quay sang cái khái niệm nó gọi là thuật toán, đúng không? Thuật toán thì ta biết rồi, đi cái thuật toán này thì không có gì cả. Thuật toán nó là một quy trình theo từng bước hữu hạn bước, mà là từ một cái bài toán mà có yêu cầu về với cái điều kiện là input, và chúng ta phải giải quyết được cái bài toán đó sao cho cái đầu ra của chúng là thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Đó. Thì đây là cái này là cái bài toán. Bài toán. Còn đây là cái thuật toán. Cái vẽ này không chính xác lắm, để tôi một chút. Vẽ này mới đúng này. Để xóa đi nhé. Đúng. Thì thuật toán, từ bài toán chúng ta phải tìm được cái thuật toán. Rồi, có thuật toán rồi thì nó sẽ khi có thuật toán rồi thì nó chỉ chúng ta có thể mô tả thuật toán như là như lý thuyết thôi, nhưng mà khi mà chạy thực tế chúng ta phải chạy trên một chương trình hoàn chỉnh thì nó ra một cái chương trình tức gì, tức là mô tả thuật trên một ngữ lập trình cụ thể. Như vậy là chúng ta khi chúng ta có một cái bài toán chúng ta phải tìm ra cái thuật toán của nó. Thuật toán sau chúng ta sẽ cài đặt, là có thể trên Pascal cũng được, trên C cũng được, trên Java cũng được, hoặc ở trên Python. Nên như là một thuật toán về nguyên tắc chúng ta có thể mô tả chung cách tổng quát và cái đặt trên bất cứ một ngôn ngữ nào. Thì hiện nay chúng ta đang tôi nói trước là chúng ta đang chuyển, tức là từ xưa chúng ta dạy dạy C hoặc là Pascal, thì chúng ta sẽ chuyển sang Python và lấy Python là ngôn ngữ là chính sẽ dạy cho học sinh. Như vậy là học sinh sẽ dùng thuật Python để chạy chương trình thuật được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói tiếp về cái chỗ này để chúng ta hình dung được nhé. Như vậy là học thuật toán thì là thì là cái gì? Thì nó có rất nhiều cái một là nó có các lý thuyết về thiết kế thuật toán, thiết kế thuật toán hay là nó gọi là gì, hay nó gọi là gì, cái kỹ thuật, hay là kỹ thuật thiết kế thuật toán nhỉ? Thì nó có nhiều kỹ thuật lắm. Chúng ta sẽ được học, mà từ xưa đến nay thì cái chuyện học kế toán này nó chỉ là học sinh giỏi thôi, tại vì bình thường là không là không là không, học sinh mà bình thường là không biết nhỉ. Ngay cả cái trình mà thi học sinh giỏi hiện nay này, thì cái chuyện mà dạy học sinh thuật toán ấy cũng là dạy theo một cách là, theo tôi hiểu là dạy theo một cách là truyền miệng. Như vậy mỗi một cái lời giải của bài toán thì người ta gọi là một thuật toán, và cứ học ở đâu thì nhớ đến đấy, chứ không 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 học một cách bài bản về lý thuyết đấy, không học một cách, không học một kỹ thuật, nó có gọi là cái kỹ thuật, nó có các kỹ thuật lập trình. Chúng ta hầu như không được học cách bài bản, bài bản. Có thể biết biết sơ sơ thôi, nhưng mà không học. Ví dụ như là chúng ta học về kỹ thuật đệ quy chẳng hạn, hay là kỹ thuật là chia để trị chẳng hạn, hay là kỹ thuật là cái chiến lược tham lam chẳng hạn, hay là chiến lược liên quan đến quy hoạch động chẳng hạn. Quy hoạch động. Rồi chúng ta cũng không được được học bài bản về những cái em về những cái gọi là cấu trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Chúng ta chỉ biết cấu trúc mảng thôi, còn chúng ta chưa học được, chưa hầu như không được tiếp cận với các cấu trúc khác, như là ngăn xếp, hàng đợi như thế nhé. Tôi lấy ví dụ thôi, ngăn xếp, hàng đợi, cấu trúc cây chẳng hạn, cấu trúc đồ thị gì đấy. Nhiều lắm, có nhiều cấu trúc khác nhau lắm. Đó. Thì mỗi bài toán chúng ta có thể hiện trên các cấu trúc khác nhau và các thuật toán khác nhau. Đấy. Được chưa? Thế thì cái việc học về lý thuyết thuật toán, đúng không? Phân tích thuật toán nó chính là cái lõi toàn bộ những cái này, nó chính là cái lõi của gọi là CS, của học máy tính, được chưa? Được rồi. Thế thì
học nhưng mà học cái học những cái này thì chưa đủ đâu. Chúng là về học về thuật toán chúng ta sẽ phải học được cái thứ hai nữa là đánh giá thuật toán, đánh giá phân tích thuật toán. Cái này là cái rất quan trọng, phân tích thuật toán. Đánh giá thuật toán là tối ưu hay không tối ưu, nó nhanh hay không nhanh. Đó, thì đánh giá thuật toán tôi nói nhanh để cho các bạn hình dung, các bạn biết rồi, nhưng tôi đánh giá toán nhé, đánh giá thuật toán nhé. Tối ưu hay không? Tối ưu hay không nhé. Thì đánh giá thuật toán này nó có hai cái đánh giá, một đó chính là thời gian chạy của toán nó có nhanh hay không nhé, nhanh hay không. Và cái tiêu chí thứ hai là liên quan đến cái không gian sử dụng cái bộ nhớ đó, không gian sử dụng là có tốn nhiều bộ nhớ hay không. Đây thì hai cái này là hai cái mà rất là một trong hai cái tiêu chí đánh giá trọng tâm của tất cả các thuật toán hiện nay, của lý thuyết thuật toán hiện nay nhé. Nhưng đối với học sinh ấy, thì hầu như chúng ta không quan tâm lắm đến cái không gian sử dụng này, và chúng ta chỉ tập trung vào đánh giá thời gian là chính. Đó. Đấy, thế bây giờ tôi sẽ nói ngay bây giờ cái cách mà chúng ta vẫn đánh giá thời gian chạy một thuật toán cho học sinh là như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ nói ngay bây giờ. Và tôi sẽ nói ngay là cái mà chúng ta hiện đang có nó sẽ thay đổi như thế nào ở trong tương lai. Đây là cái rất quan trọng nhé. Rồi khi mô tả một thuật toán nhé, thì ta nhắc lại thuật toán thì nó thể hiện bằng cái lại thuật toán này chương trình nhé, toán này chương trình nhé. Thì nó có cái là input và đầu ra của nó là output nhé. Rồi thì thông thường một bài toán ấy, input nó sẽ phụ thuộc vào các cái vào cái gọi là cái miền xác định, nó thuộc một cái miền xác định của bài toán đó. Thì nó cái miền xác định đây, miền xác định gọi là miền xác định nhé. Thì tùy thuộc bài toán mình sẽ nó khác nhau, nhưng miền gì nào thì cũng phải thông qua các cái giá trị cụ thể, cái bộ dữ liệu ban đầu x1, x2, xn. Thông thường đa số các bài toán mà chúng ta gặp ấy, thì cái đại diện của mình xác định bài toán là một cái bộ n giá trị x1 x2 xn. Đấy, thì với cái bộ này thì người ta gọi n đây là cái độ đo, là cái độ độ lớn của cái đầu vào thuật toán, được rồi. Thế như vậy là cái miền xác định của bài toán nó là cái miền như này, nó rất rất lớn, nó rất nhỏ. Thì ở trong đó chúng ta lấy ra được mỗi cái bộ x1, x2, xn là một cái bộ giá trị cụ thể, là một cái này nó gọi là mỗi một cái x1, x2, xn này là phải ra được cái nó phải đưa vào nó ra được cái bộ đồ ra y1, y2, ym đó. Khi mỗi một cái bộ này này bộ y bộ xa xn thì người ta gọi là một cái là người ta gọi nó là một cái thể hiện cụ thể của một cái thể hiện của bài toán, hay là một cái bộ test, hay người ta gọi là hay là một cái bộ test, được chưa anh? Vậy khi chúng ta làm một tập, chúng ta phải sinh cái bộ test, thì mỗi cái bộ test nhưng mà chính là một cái bộ dữ liệu đầu vào này, và thuật toán phải tính là cái đầu ra là y1, y2, y3, ym nhé. Được rồi, thế thì khi chúng ta có sẵn cái bộ đầu vào như này rồi nhé, thì thời gian để ra được cái bộ đầu ra này là tính được bằng một cái hàm thời gian, người ta kêu là tn này. Đấy. Đó, thì cái việc mà phân tích được thuật toán là phải tính được cái tn, nhưng mà cái bài toán của chúng ta là tính được tn. Cái bài toán, một trong cái bài toán rất lớn của học máy tính là tính được tn với mọi cái đầu vào, với mọi cái bộ test. Bộ test là x1, x2, xn. Đấy, nhé. N nó gọi là kích thước đầu vào, hay độ lớn kích thước đầu vào của bài toán. Đấy. Bài toán là cho trước một cái dãy số đầu ra là sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần chẳng hạn. Thế là bài toán sắp xếp dãy số, thì bài toán đó có cái độ lớn đầu vào là n, là độ dài của cái dãy đó.
Hay là bài toán nữa là cho một dãy số là tìm phần tử max, tìm phần tử min như vậy. Rất nhiều bài toán, hầu hết các bài toán hiện nay là như vậy. Hay bài toán liên quan đến sâu thì cái sâu đó nó có độ dài là n ký tự, thì n chính là cái n là độ dài của một sâu, đó chính là cái độ là chính là kích thước đầu vào của bài toán, được chưa? Thì như vậy bước bài chúng ta phải tính được tn. Rồi, thì từ xưa nay là chúng ta làm như sau. Từ xưa đến nay cách mà chúng ta cho học sinh làm là thí sinh giỏi là như sau, là từ xưa nay là chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ sinh ra, chúng ta sẽ sinh ngẫu nhiên, sinh ngẫu nhiên là m cái bộ test, m cái bộ test kiểu như là t1 t2 tm đó. Sau chúng ta yêu cầu học sinh làm và đưa vào cho máy tính tự động tính ra cái thời gian. Cái này là t1 t2 tm nhé. Và cái người ra đề họ biết trước là cái bài này với cái bài này thì một cái tên này nó chỉ là phải là 1 giây chẳng hạn, một ước lượng như vậy. Và như vậy là học sinh làm, và như vậy là cứ bài nào mà cái TI này mà nhỏ hơn nó bằng 1 giây thì được là 1 điểm, ví dụ như vậy. Còn cái thời gian TI này mà lớn hơn 1 giây thì nó cho 0 điểm, và nó cộng lại dùng cái bài này nó cho trước cái bài này sẽ khoảng một cái bài tập này nó cho khoảng là 10 cái test, 20 cái test, 20 cái bộ test được sinh ngẫu nhiên trong máy làm sẵn rồi. Và như vậy từ xưa đến nay là người ta chỉ kiểm tra bằng bằng các cái bộ test nhé. Như là cái bộ test thì đầu ra là phải đúng, đầu ra mà là sai thì không tính làm gì rồi, nên là nó sai rồi, được chưa? Thì đây là cách mà từ xưa nay chúng ta vẫn làm đấy. Đó là chúng tôi gọi cái này, nó gọi là tôi gọi chung cái từ là lập trình thi đấu. Lập trình thi đấu hiện nay tất cả cuộc thi thi học sinh giỏi của toàn quốc ở Việt Nam hay là của quốc tế, anh nghe thi IOE chẳng hạn, thi các thi ngay cả thi những cái cuộc thi của sinh viên, tất cả đều như này hết. Vậy nên càng ngày nó càng chuyên nghiệp dần, có những cái máy, nó có những máy cái máy nó tự động nó sinh ra cái bộ bộ dữ liệu kia và tự động chấm. Học sinh làm bài xong chỉ nạp lên trên là nó tự động chấm ra điểm ngay. Cái công nghệ mà chấm điểm càng ngày nó càng hiện đại, cái này hàng ngày nó càng tốt lên nhé. Đó thì cái này nó gọi là lập trình thi đấu. Thì hiện hiện nay là ở Việt Nam mình là rất nhiều, đa số những người Việt Nam cả ở cán bộ quản lý, kể cả những người mà cả giáo viên hay là giáo viên đại học, tất cả đều nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình chuẩn của việc là dạy dạy thuật toán cho học sinh. Cái này rất nhiều người nghĩ rằng đây là cái mô hình chuẩn. Thì tôi sẽ nói luôn là đây là chỉ là cái mô hình để đáp ứng trong chuyện thi lập trình thi đấu thôi, chứ không hoàn toàn không phải là cái mô hình chuẩn. Cái mô hình này chỉ kích thích học sinh là hăng hái, là lập đội tuyển, luyện gà chọi, rồi là thi đấu được giải, ai ai được giải vàng thì là như vậy, ai được giải vàng tức là phải giỏi hơn người người được giải bạc, người giải bạc tất nhiên là phải giỏi hơn người giải đồng. Và họ không bao giờ họ cái này là theo tôi làm cũng là tốt thôi, nhưng mà làm cái hướng mà chỉ áp dụng cho ngày xưa thôi thì hợp lý. Ngày xưa thường đi chuẩn, khi mà chúng ta tiếp cận cái khái niệm là thuật toán theo nghĩa nghiêm chỉnh rồi đấy, thì chúng ta cái này nó chỉ là một cách để chúng ta cho đi thi thôi nhé. Đấy, thì tôi nói như vậy để chúng ta hình dung là cái tương lai nó sẽ đổi, thay đổi như nào thì tôi chưa biết, mà nó sẽ thay đổi. Thì tôi nói luôn nhé, như vậy làm là nhắc lại đây, cái chỗ này là chỉ là giúp cho sinh đi thi, để mà gọi là đã thi thì phải có giải, đúng không nào? Có giải thì nhưng mà thực chất bài toán nó không phải là như vậy. Đây bìa tôi cho một cái bìa tôi nhân quay lại khái niệm thuật toán nhé, và phân tích thuật toán nhé, quay lại để chúng ta hình dung là nhé. Bìa tôi cho một cái bài toán bài một cái bài toán bài toán nó có cái đầu vào đây, yêu cầu của nó là có cái input, đầu ra của nó là output, đó là cái bài toán. Và chúng ta phải tạo ra được cái thuật toán phải được mô tả sao cho nó có chạy trên mọi chương trình được. Chúng ta có thể đặt trên trên C cũng được, trên Pascal cũng được, ở trên trên gì cũng được. Thuật toán này đúng khi mà chương trình đặt trên các ngôn ngữ đó là phải đúng nhé. Thì thế nào là đúng?
Đó. Chúng ta tạo ra 10 cái test. Đúng cả 10 test. Đúng cả 10 test. Và cả 10 test này, cả cái 10 test này đều có thời gian chạy nhỏ hơn 1 giây. Thì tôi hỏi là như vậy đáp án này đã đúng chưa? Với giải làm học sinh làm được trọn vẹn 10 test đạt điểm tối đa thì hỏi là cái đáp án của học sinh đã đúng chưa? Đấy, các bạn nhé, câu hỏi đấy. Thì câu trả lời là chưa, chưa đúng. Kiểm tra 10 test, kiểm tra 1.000 test, kiểm tra 1.000.000 test thì cũng không không chứng minh được đáp án đó là đúng. Các bạn chú ý nhé. Như vậy từ xưa nên là cái thập lập trình và toán nó chỉ là cái là chỉ là cái tương đối thôi. Học sinh tiếp cận với học sinh tiếp cận với cái lập trình tư duy thuật toán có rèn luyện thuật toán cũng có học thuật toán cũng có học theo kiểu là truyền miệng có học theo bài bản cũng có nhưng mà tất cả đánh giá chỉ đánh giá qua cái việc test thôi thì đánh giá qua test này nó chỉ cần đúng thôi nó không đúng tuyệt đối nha. Thứ nhất này câu hỏi thứ nhất là dùng test dùng chỉ các cái test thôi thì không chứng minh được không chứng minh được thuật toán là đúng. Như vậy là cần một lý thuyết khác để chứng minh thuật toán đúng. Đấy, cần rất cần lý thuyết, cần học, cần có một cái lý thuyết, cần có một cái lý thuyết nào đó để mà chứng minh được tính đúng của thuật toán. Tính đúng của thuật toán. Đấy. Đấy là cái mà chúng ta chú ý nhé, cái này là cái nó rất là khó luôn. Cái đây nó chính là cái lõi của học máy tính đấy trong tương lai nhé. Ý thứ hai là cái đánh giá thuật toán, đánh giá thuật toán được chưa, đánh giá thuật toán ví dụ là đánh giá thời gian này, đánh giá đánh giá cái hàm TN này. Thế thì chúng ta dùng 10 cái test nhé, 10 cái test thì cho thời gian là tất cả các cái thời gian chạy đều nhỏ hơn 1 giây thì câu hỏi là như vậy là cái thời gian này nó thực sự tối ưu chưa? Cũng chưa đâu, cũng chưa. Chúng ta sẽ thấy là nó rất phức tạp. Như vậy là nó gần đúng thôi, đúng với 10 cái test này là nó đúng. Nhưng cái test khác thì sao? Chưa biết được. Đó. Cho nên là mặc dù là thật ra những cái test họ đưa là đã chuẩn xác rồi nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nó chưa phải là chính xác hoàn toàn. Mà muốn đánh giá cho nó hoàn toàn được chúng ta phải phân tích được thuật toán. Nhưng chúng ta, với như vậy với cái thời gian này đích của chúng ta là không phải chỉ kiểm tra qua test là một rồi. Các bạn thấy là trong chỉ lớp 10 này thì có cái phần là kiểm thử và gỡ lỗi. Thì trong cái kiểm thử có một biện pháp kiểm thử là quan trọng là gì, là kiểm tra bằng các cái bộ test. Nhưng mà cái bộ test đó chưa phải là 100%, chứ phải trong đánh giá được thực ăn đúng thì ăn tối ưu của thuật toán, mà đích mà quan trọng nhất ý, là chúng ta phải phải đánh giá được thời gian, phải đánh giá được cái tính tối ưu, cái thời gian tối ưu vì vì thời gian nhé, thời gian tối ưu của thuật toán là chúng ta phải tính được cái TN nó bằng bao nhiêu, chúng ta phải tính được theo ngôn ngữ của người làm phòng máy tính. Đấy. Thì cái này mới là cái quan trọng. Đấy. Rồi nhưng mà tôi vừa mới nói sơ qua những ý mà nó liên quan đến cái điểm mới mẻ ở trong cái chương trình chúng ta sẽ được học sang năm sẽ được học sang năm nữa sẽ được học 1 và 12. Như vậy là giáo viên tin học trong thời gian tới cấp 3 là đối mặt với cái sự là cần thay đổi rất là nhiều, cần phải tự học rất nhiều để nắm bắt được kiến thức mới. Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy là cái môn tin học là môn thay đổi rất là nhiều, cho nên biết rồi. Nhưng mà thay đổi nặng nề nhất ở giáo viên cấp 3. Còn cấp 1, cấp 2 nó cũng là cấp hàng mà cũng thay đổi nhưng mà thay đổi nó không nhiều lắm, nó không nhiều. Cấp 3 là cái cấp mà nặng nề nhất, là thay đổi nhiều nhất. Đấy, thì nó như vậy để chúng ta thấy là nó như vậy nhá. Thế bây giờ tôi sẽ em bây giờ tôi sẽ quay ra tôi sẽ làm thử trên một vài cái chương trình cụ thể để chúng ta hình dung nhé, để chúng ta thấy là tôi bây giờ tôi sẽ bây giờ không thể là đưa các bạn không ta không thể làm bài khó, tôi sẽ làm một cái bài toán một số bài là dễ nhất có thể nhé.
Một số bài là rất là dễ để chúng ta hình dung, và chúng ta sẽ thấy là có thể dùng Python để làm nó như thế nào, và chúng ta có thể phân tích được thuật toán, phân tích thuật toán sao cho là biết được sao nên là tối ưu hay là không nhé. Đấy là tôi xin, bây giờ tôi xin em trình bày luôn ở trên chương trình luôn nhé. Tôi sẽ vừa trình bày trên chương trình vừa trình bày ở trong cái trang này để chúng ta hình dung. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm cái trình mới này. Thì cái bài toán 1 là như thế này. Đây, cái bài toán 1 nhé. Tôi sẽ làm dụ rất rất đơn giản thôi, không có gì là khó cả nhé. Thì cái bài toán 1 là cái bài toán mà tôi biết đến là nó có ở trong một cái ví dụ, trong một cái bài tập ở trong cái cuốn sách tin tin một cánh diều đấy, nó có là như này nhé. Cho trước này, cho trước dãy số A nhé, nôm na nó là các phần tử nào đó nhé, A nhé. Dãy số A, ví dụ tôi lấy số A là dãy số ví dụ như là 0 1 này, 1 3 2 1 5 7 8 ví dụ như vậy. Cái việc cần tìm gì? Đầu bài là cần tìm số các phần tử khác nhau của A. Khác nhau của A. Với cái bài này, với ví dụ trên này thì chúng ta có là với cái ví dụ trên nhé, với cái ví dụ cụ thể trên nhé. Thì nó là 0 này, là 1 là 2 này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 7, nó số nó là 7. A có 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A có 9 phần tử nhưng mà chỉ có 7 phần tử khác nhau. Đó là các phần tử là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 7. Đấy. Như vậy đa số là 7. Như vậy đầu vào là một dãy A, đầu ra là một cái số là số các phần tử khác nhau của A. Đây là bài toán rất đơn giản nhé, rất đơn giản thì chúng ta làm từ bài toán đơn giản trở đi nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta cùng nhau làm ở trên ví dụ trên mình ở đây, tôi làm đây nhé. Cái bài là gì? Dãy số nhé, là một tấm điển hình rất dễ. Dãy số A này, ví dụ dãy số A bây giờ cần đầu bài là cần cần tính cần đếm số các phần tử khác nhau của A. Khác nhau của A. Được chưa? Nên tôi lấy ví dụ luôn như A của ta cho A này bằng này. Đây này. 1 này, 0 này, 1 này, 2 này, 4 này, 2, 3 này, 1 này, 0, 5 này, 6 này, 2 này, 1 này. Tìm tính. Cái bài này ở trong quần, cái bài này có ứng dụng ở trên thực tế. Thì cái bài này là ở trong cuốn cánh diều, nó cái đề bài là như thế này, là trong hình thức thực tế là ở một cái trạm mà ở một cái trạm kiểm soát ô tô mà người ta lưu lại các kiểu của ô tô khác nhau, mỗi ô tô có một cái mã số khác nhau, mà thì đến cuối buổi là tính xem là trong qua cái bộ đó, qua cái kiểm soát vé đó nó có bao nhiêu kiểu ô tô khác nhau đã đi qua đấy, thì đây chính là qua có bao nhiêu phần tử khác nhau của A. Bài này có nhiều mà rất nhiều những cái em rất nhiều những cái bài toán thực tế là cần phải có cái này, phải có cái này. Chúng ta lớp chúng ta được được phát quà thì quà có nhiều dạng khác nhau, nhưng có những quà là giống nhau, hỏi là hỏi lớp chúng ta được có bao nhiêu loại quà thì các bạn sẽ đưa ra thôi nhé. Đấy thì đấy thì đó là cái bài mà cái bài đầu tiên là nó là như vậy nhé. Thế thì lời giải thì có rất nhiều lời giải, chúng ta chú ý nhé. Với cái tư duy mới mà chúng ta rất chú ý, điều này là sẽ là điểm khác biệt so với ngày xưa đấy nhé. Là bây giờ khi một bài toán chúng ta đưa ra thì chúng ta không phải, chúng ta cứ suy nghĩ một điều rất quan trọng chúng ta chú ý là có rất nhiều lời giải, có rất nhiều lời giải cho một bài toán, hay hôm nay là có rất nhiều thuật toán một bài toán. Chúng ta không cần thiết phải luôn phải tìm một cái lời giải tối ưu, không bao giờ, rất là khó. Tìm mà chúng ta cứ quen thì chúng ta làm cái đó, chúng ta tư duy tự nhiên cũng được, chúng ta tư duy cái gì cũng được, nó rất là đơn giản và làm được chưa đấy.
Thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta phân tích và chúng ta làm nhanh nhé. Bài này nó dễ mà nhé. Chúng ta làm này, bây giờ cách một này, đây là cách một nhé. Cách một là cách như sau. Từ nôm na thì chúng ta sẽ em đây chúng ta sẽ em trong cái vòng lặp, chạy từ đầu đến cuối, được chưa? Để tôi mô tả cái dạng nó gọi là nhé, bây giờ là cách một này, cách một là cách là cách làm tự nhiên này. Giả sử A của chúng ta là A, đây nó dạy chúng ta nó là A1, A2, AN nhé. Tôi viết là tôi chỉ, trong bài thân nó là A0, AN-1, nên tôi viết là A1, A2 nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta tạo một cái biến đếm để tôi viết một cái chương trình nhỏ nhỏ, một cái cao này bằng 0 này. Cao là không để đếm xem số các cái phần tử không lặp nhau trong A, khác nhau của A nhé. Chúng ta for i bằng 1 to n, tôi viết cái dạng là pseudo code nhé, cái dạng là để cho hình dung cho nó dễ, viết cho nó dễ. Viết một pseudo code là viết mã giả, là cách viết là để mô tả thuật toán cho đơn giản nhất, đỡ phải phụ thuộc vào một cái lập trình nào, nhưng mà nó cũng đủ mạnh để chúng ta hiểu được thuật toán của nó nhé. Như vậy for i bằng 1 to n, được chưa? Chúng ta sẽ kiểm tra xem là như thế nào. Chúng ta kiểm tra xem là kiểm tra viết, có thậm chí có thể viết tay được, kiểm tra xem AI có nằm trong cái dãy con là A1, A2, AI trừ 1 hay không. Đó, nằm trong. Nếu không nằm trong, nếu không nhé, nếu mà không nằm trong thì ta tăng cao lên một đơn vị, cao bằng cao cộng 1. Còn nếu mà có thì thôi, chúng ta bỏ qua. Thì sau cái vòng lặp này thì chúng ta đã hoàn thành cái vòng kho này, là tính là cao là xong. Xong cái này chúng ta chỉ việc làm việc là return cao là xong. Thì đây chính là cái thuật toán viết bằng pseudo code để mô tả cái cách một này. Cho y chạy vòng lặp từ đầu đến cuối phần tử, kiểm tra xem y đó nó có nằm trong cái dãy trước đó hay không. Đấy, trước đó hay không nhé, dãy phía trước. Nếu mà nằm trong rồi thì ta không đếm, mà nó không nằm trong thì mới đếm, nằm trong rồi thì không đếm nữa. Nếu không nằm trong thì ta tăng cao lên một đơn vị, và hết cái vòng lặp này là xong, là ta tính được cái số phần tử khác nhau của A đó. Thì giờ tôi làm cái này ở trong là cách một nhé. Cách một là như sau này, chúng ta tạo một cái viết là tính Được. một nhé. Đây, tôi tạo một cái một cái hàm viết là tính 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 tôi lập số phần tử khác nhau của A đấy, nhưng mà tôi vì nó có nhiều hàm tôi sẽ viết là tính một, tính hai, tính n gì đó nhé. Được rồi này, tôi làm như sau này, tôi đặt cái biến cao nhé là không này, được chưa? Sau đó tôi sẽ một cái vòng lặp for để tôi kiểm tra. Đây for này, for i in chạy từ đầu đến cuối của A là range của len A. Đấy, đấy, Em được đấy, không? đấy. Sau đó thì tôi sẽ có cái bài kiểm tra đây. Nếu mà AI mà con mà không nằm trong cái nhóm này trước đó thì chúng ta tăng cao lên, còn nằm trong thì thôi chúng ta sẽ dừng lại, ta bỏ qua, chúng ta chạy qua lại cái vòng lặp for này tiếp tục. Đó, sau đó chúng ta làm như sau này. Ở đây chúng ta cần một cái biến để chúng ta kiểm tra xem có lặp hay không nhé. Chúng ta gọi đó là biến B đi nhé. Biến B đi nhé. Đó. Thì B tôi đặt là for, nếu mà AI mà lặp ở trong các phần tử từ A0 cho đến trước AI đó thì chúng ta sẽ Để là B sẽ bằng true nhé. đếm Đây. được Để chúng ta bây giờ không nào. số Này for này nhé. I tính từ này. For g, từ nào từ đây là for g này in run i đó. Cho g chạy từ đầu từ đây i trừ một này nhé. Chúng ta kiểm tra như if này. If nha. Nếu mà cái a g mà bằng ai nếu a đây cái viết cái này đều đúng, nếu ai mà bằng gì đó, bằng gì đấy hay là cái gì đúng không, thì làm là
Đấy con nghe ý Thế tưởng này. là sao nhỉ? Thì chúng ta không đếm nữa, không đếm nữa và chúng ta sẽ đi đi tiếp. Thì như vậy chúng ta là như sau, chúng ta sẽ như sau, chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ đi tiếp như sau. Thật ra không cần ý kiến nữa. Ra không cần bên chúng ta dùng lên, chúng ta dùng lên break này. Break này để chúng ta thoát khỏi cái vòng for này này. Đấy. Nhưng còn nếu mà không cho cái vòng cái B thì chúng ta không cần. Đây này. Này. Else này. Không vẫn cần, xin lỗi xin lỗi vẫn cần nhé. Chúng ta đây chúng ta dùng là B, đặt B bằng for. Thì phần là có lập nhé. Còn B bằng true là còn là có lập. B bằng true là có lập. Đấy. Được chưa? Đấy, B bằng for thì là không lọc. Từ đây chúng ta dừng lại nhé. Đó. Nếu A bằng thì B bằng này còn ra qua này này, ra đây nhé. Ra đây này. Ra đây nếu mà if not B thì là nếu mà B là for chứ đó là chỗ này là A không hề gặp một cái phần tử A nào ở ở phía trước này, A nhé. Thì chúng ta sẽ tăng cao lên một đơn vị. À, bằng cao lên. Đấy. Và hiện ra đây chúng ta sẽ kết thúc cái là tính một ở đây và đây chúng ta sẽ return return cao. Đấy. Thì đây là cái trình đầu tiên nhé, trình đầu tiên của chúng ta. Đấy. Cái trình đầu tiên là cái thuật toán đơn giản mà áp dụng cho chính là cái này này, chính là cái này này, đúng không? Áp dụng cho cách làm chúng ta làm giống như là ta chuyển chương trình từ Pascal từ C sang thôi nhé. Bây giờ tôi thử kiểm tra nhé. Ở đây tôi sẽ kiểm tra tôi print kia từ đến tính một này ra. À, xem nó là như nào nhé. Đây là kết quả, đây là chính chính đây nhé. Đây là chính chính của tôi đây. Chương trình chính nhé. À. Chạy thử nhé, để tôi ghi ra đã. Hôm nay chúng ta lưu vào đâu bây giờ cái chương trình này nhỉ? Chúng ta lưu vào, chúng ta lưu vào đâu nhé? Chúng ta cẩn thận với thư mục là bài giải đây rồi, project nhé. Chúng ta sẽ bài là tính số lần, tính số lập, tính số số phần tử khác nhau của dãy nhé. Đây là một cái bài rất rất đơn giản, chạy thử xem đúng hay sai nhé. Đây này ra là 7 này, đấy, bài của chúng ta đây là xem đúng là 7 không nhé. 10 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 đấy. Bây giờ sửa tôi thêm vào đây một số nên là 9. 9 thì nó xảy ra là 8 thì mình đúng 8. Vậy đây là đúng nhá, là cách 1. Thì cách 1 này là rất dễ hiểu thôi, nhưng mà nó viết nó hơi giống nó hơi giống kim Pascal quá. Bây giờ tôi sẽ cải tiến cái cách 1 này vẫn như thế, cải tiến làm sao cho nó gần với Python hơn, nó viết ngắn gọn hơn thì làm như sau. Tôi sẽ viết một cái tính hai, còn phải tôi sẽ viết lại cái này theo cái tư duy của Python thì nó sẽ gắn thêm một chút đây nhá. Đây ở chỗ này nhé, đây này tôi làm như sau nhé. Đây tôi có viết là cao, vẫn là cái hàm nó vẫn là cái gì đó, các bạn cao bằng không này nhé, vẫn là for cho y chạy range từ đến cuối của kia là của len A chứ hả? Len A. Đó. Được chưa? Thì cái lệnh mà kiểm tra xem là AI có nằm ở trong cái phần tử trước đó hay không. Này cái này cái này, này. Kiểm tra xem AI có nằm ở trong phần tử trước đó hay không. Thì chúng ta làm như này. Cái phần tử
cái dãy con mà nằm đằng trước y, đó chính là chúng ta dùng cái chỉ số sliding, chính là cái này, chính là không y. Đây chính là cái chỉ số, cái vùng chỉ số hay là cái dãy con từ 0 cho đến y trừ 1. Đấy. Đây chính là cái dãy con mà nằm ở trong gì, là nằm ở trước y nhé. Như vậy ở đây chúng ta kiểm tra là nếu mà y mà đây nhé, cái này 2 3 4 x x nha, AI not in đó. Nếu AI ở đây mà AI mà không nằm ở trong dãy con là từ A đến trước Y thì chúng ta tăng con lên một đơn vị. Tăng cao. Đấy. Và đây là kết thúc ở đây là chúng ta return. Cao. Đấy. Và thấy không, cái cách hai này là nó chính là cách một thôi, nhưng mà viết lại theo cách cái tư duy, cách suy nghĩ của Python, xin chỉ đừng gắn hẳn lại thì chúng ta nó có cái này này, nó có cái hàm mà để kiểm tra xem một phần tử có nằm trong một dãy không, chúng ta chỉ dùng cái toán thử in thôi, là not in là ngược lại của nó. Còn cái AI này chính là cái dãy con, AI này cách mô tả dùng slicing để mô tả một dãy con là từ A0 đến AI trừ 1, nhưng mà rất là ngắn. Nhưng mà nếu AI mà không nằm trong phần tử trước đó thì tăng cao lên một đơn vị và trả về cao. Đây là cách hai. Đây tôi kiểm tra xem đúng không nhé. Bây giờ tôi sẽ phải đây tôi in đơn giản ra nhé. Đây, tôi in ra đây là cái số 2. Tính 2 nhé. Đó. Thế này. Này 88 là đúng rồi đấy. Hai lần là đúng rồi. Vậy là cái này cũng đúng rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp sang cách thứ ba nhé. Tính, nhưng mà cách thứ hai là cứ nhanh rồi. Tính thứ hai là cách thứ hai là cách rất là hay rồi. Đấy. À, bắt nó cho sẽ thấy là cách thứ hai này nó hơi bị chậm hơn một chút so với cách thứ ba. Bây giờ tôi sẽ làm cách thứ ba nhé. Cách thứ ba như sau. Cách thứ ba là đơn giản lắm, là như sau này. Cũng từ cách hai thôi, chúng ta thay cái việc chúng ta phải chỉ ra một cái dãy con đằng trước này thì chúng ta dùng cái dãy bên ngoài để cho nó dễ nhé. Đây như sau, chúng ta tạo ra một cái dãy B là list D, là một cái dãy rỗng như này, được chưa? Đó, chúng ta rất đơn giản, chúng ta bây giờ chúng ta không cần dùng chỉ số, chúng ta chỉ cần for x in a đang dùng mạnh hơn nhiều, lượng for mạnh hơn nhiều so với trên, không phải for in range a mà for x in a, cho x duyệt trên các dãy phần tử của a, kiểm tra x nhé. Mà x not in b thì chúng ta đưa vào b đấy, thì chúng ta dùng ra lệnh b pen x. Như vậy thì nếu mà x thì có trong b rồi thì không đưa vào nữa, nhưng mà suy ra b chính là cái phần tử khác nhau của a, b phần tử khác nhau của a. Vậy thì cái b chúng ta chỉ việc gì, chúng ta return return thì chúng ta return len thôi. Thì cái thứ ba là cái thứ ba nó sẽ nhanh hơn là cái bài hai, nhưng mà nhược điểm của bài hai hơn là nhược điểm của bài hai là nó bằng nhau, nó phải dùng cái mảng phụ là B đi. Thực ra bài này chúng ta tạo cái mảng này vẫn là coi là cái mảng phụ rồi. Còn cái cách mới nhất thì chúng ta không không cần dùng mảng phụ. Nhưng mà cách nhất là về tiết kiệm của nhỏ nhất. Cách hai này là cách 3 đây này. Đây. Nhắc lại nhé, là B sẽ là cái dãy chúng ta tạo ra, là cái mảng tạo ra để lưu các phần tử khác nhau của A. Sau đó trên đáp số chính là cái độ dài của led của B thôi nhé. Thì cách làm như sau là for x in A, if x not in B thì chúng ta bổ sung x vào b bằng cái lệnh là bằng cái phương thức append. Thì như vậy cái giải của bài ba nó còn ngắn gọn hơn là cái bài hai, trông nó còn sáng sủa hơn là bài hai. Và thấy không nào, mà chúng ta có ba cách làm rồi đấy. Ba cái này là đều là cùng chung một cái này. Bây giờ chúng ta sang cách thứ tư. Cách thứ tư thì là như sau.
chúng ta sẽ như này này, nếu mà cái dãy của chúng ta nhé, cái dãy của chúng ta sẽ là cách một, hai, cách ba là như nhau rồi, chúng ta sang là cách thứ tư. Thực ra cách thứ tư là bằng cách là chúng ta dùng cái tiểu xảo đặc biệt là như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp dãy A, sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần. Mình sẽ tạo ra là A1 nhỏ hơn bằng A2 nhỏ hơn bằng, sau khi sẽ bằng AN đúng không nhỉ? Và như vậy là chúng ta chỉ việc làm như sau. Chúng ta chỉ việc việc trên cái chiều dài của cái dãy này và kiểm tra, nếu mà thấy mà chỗ này mà nó dấu bằng ấy thì chúng ta không cần cộng biến cao lên là 1 nữa, mà dấu lớn hơn chúng ta cộng biến cao là 1. Tức là như sau nhé. Vậy các bạn có làm là làm như sau. Đây. Cứ tưởng là như sau nhé, chúng ta sẽ sắp xếp dãy A theo tăng dần được chưa. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau, đây chúng ta dùng cái biến cao, nhưng mà tôi sẽ nói thêm một chút nữa là chúng ta làm như sau. Chúng ta kiểm tra nếu mà lên A bằng 0 chúng ta không cần tính gì cả, và như lên A bằng 0 thì chúng ta sẽ làm là, đây chúng ta làm thêm lệnh mẹo nữa là if len a bằng 0 thì chúng ta đặt biến cao bằng 0, thì nó hiện nó không có gì. Còn ngược lại else thì chúng ta đặt cao bằng 1, đây là giá trị ban đầu. Nếu a là một dãy số lớn không, mà dãy số nhiều phần tử hơn không, chúng ta đặt cao bằng 1. Rồi sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta for y in range nhé, range của len a trừ 1. Là cái này if này, if mà ai mà nhỏ hơn hẳn ai cộng 1 thì mới tăng, thì tăng cao lên 1 đơn vị, thì tăng cao bằng cao cộng 1, còn nó không thì thôi. Và cuối cùng là kết thúc là gì, kết thúc là return cao. Thì đây là cái lời giải của bài này, cách thứ tư nhé. Chúng ta mẹo một tí, chúng ta sắp xếp theo đi tăng dần trước, sau đó chúng ta sẽ làm như mà tôi nói ở trên nhé. Đây thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cái bài này ở trên chương trình nhé. Dev này, tính 5, tính 4, đúng không? Tính 4, nhưng mà bài này có 4 cách giải khác nhau nhé. Được rồi. Đấy. Thì bây giờ tôi khi sắp xếp A thì tôi làm như sau. Tôi sẽ sắp xếp trên một tôi sẽ tạo được một cái dãy B nhé. B là tôi copy ra, copy cái tôi làm này để tôi cái này là cái thừa thì tôi là không cần. Cái này là cái mà tôi muốn giữ A là không thay đổi khi mà thoát ra khỏi cái hàm này, và tôi sẽ làm việc trên cái dãy B. B là một cái bản sao của A, bản sao của A. Đấy. Thế đây là cái lệnh mà B bằng A copy, nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, không phải là A, khác với A, làm là đối tượng mới nhưng mà có giá trị bằng A. Đây là cái lệnh mà các bạn tôi từng nói rất nhiều lần trong cái buổi tập huấn ấy, là cái lệnh này là nó tạo ra một đối tượng B, một đối tượng khác với A. Còn nếu chúng ta mà gõ lệnh là B bằng A thì không được. Gõ lệnh này ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái tên mới là B, nhưng cùng trỏ cùng với A, trỏ vào cái đối tượng là dãy A. Như vậy là không đúng. Khi xuất sách nó sẽ thay đổi luôn cái A nhé. Bây giờ tôi làm lại, tôi làm cái này, tôi làm đi không. Rồi bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ tôi sẽ sort tìm cái thuộc tính này. Đây là thuộc tính của cái thì có hai cách. Một cách là dùng là cái b sort, hoặc cách thứ hai là biết thế này cũng được, hoặc cách thứ hai là chúng ta dùng cái hàm sort của nó, b bằng, thực ra cách thứ hai này là không cần cái lệnh này nữa, làm lại nó nhanh nhé. Đấy, cách thứ hai này còn nhanh hơn, là tôi bằng này, tôi làm cái hàm là sort thì cái này là gì, cái này là nó sắp xếp A theo tăng dần và nó sẽ trả lại giá trị là B, còn A bản thân A nó không thay đổi,
Rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm tiếp này. À, tôi sẽ làm tiếp là if len a bằng 0 thì tôi đặt là vi đến phụ thôi. Đây, phải làm cao 0 còn là ngược lại cái này chỉ đặt bật vào đầu else thì sao một. Được rồi, thì bây giờ là sang phần chính nhá. Phần chính là tôi cho y in range nhé, in range của len a thì một tức là chạy đến phần từ phần đầu phần cuối của a, đến là chạy từ a là độ dài của a là n thì y chạy từ 0 đến n-2 đấy, n-2 kiểm tra đến if a i mà nhỏ hơn a i cộng 1 thì tôi sẽ tăng cao lên một đơn vị, tăng cao lên một đơn vị cộng 1 được chưa đấy. Xong cuối cùng ra đây là tôi return cao được chưa. Bây giờ tính thử nha, ba à, ba nó chưa tính đúng không, tính luôn đây nhé, nên là tôi copy này tính luôn cái à, ba có đúng không này, copy luôn cái này luôn nhé. Đây sẽ là ba này, đây sẽ là bốn này, có bốn cách rồi đấy, kiểm tra tí nhá xem có đúng không nhé. Đây chạy thử, thằng cuối cùng bị sai này. À, cùng là còn có 7 là bị sai nhé, nó phải là 8 nhé. Tôi kiểm tra một chút xem nó sai chỗ nào nhé. À đây, xin lỗi thôi. Ở đây nó phải là đây nó phải là B hết chứ không phải cái từ nào. B. Chúng ta đang có tạo B là cái tăng dần mà. Đây là B nhé. Tôi nhầm hết chỗ nào là B chúng ta đặt là B bằng A, là cái đây là cái hàm mà sắp xếp dãy A theo từ tăng dần nhưng mà trả lại giá trị của nó là dãy B, nhưng B chính là dãy của A tăng dần nhưng mà A cũng thay đổi, đây là B hết nhé, đó thì nó mới đúng. Các bạn sửa một chút nhé, nhưng mà đây cái này là B nhé, thử bạn hết rồi đấy được chưa. Rồi, thì đó là cách số 4. Thì chúng ta sẽ làm sang cách 5. Cách 5 thì đây tôi sẽ cách 5 là như sau, chúng ta sẽ phải dùng cái khái niệm là tập hợp. Chúng ta nhớ lại một chút đây, tôi nhớ lại một chút kia tập hợp nhé. Thì tập hợp ở trong Python tập hợp nó là này, là tập hợp mà đây nó tạo ra một tập hợp là như này, 1 2 3 là tập hợp. Đó. Thì nó có cái lệnh là gì? Nó có cái lệnh là bổ sung một phần tử vào tập hợp là lệnh add. Add. Đây, add tôi bổ sung một phần tử là 10 chẳng hạn nhé. Đây, thì add thì nó tăng lên là 3 10 này. Nếu mà tôi mà tạo ra một phần tử add phần tử nó có sẵn rồi thì máy nó không cộng thêm vào. Tôi bổ sung hai, hai nó có rồi thì có gì nó vẫn là hai, và có cái hàm len của nó thì nó len của gì nó độ dài của tập hợp đó. Còn cái lệnh là một tập hợp rỗng là cái lệnh này, là đây là tập hợp rỗng. Như vậy là ở trong Python có cái điều là tập hợp và chúng ta nhớ cái hàm s này thôi đấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta cái từ này chúng ta sẽ thay thế vào ở đây chúng ta cái hàm cái ba chúng ta không dùng một cái dãy phụ b mà chúng ta dùng tập hợp. Rồi chúng ta làm như sau nhé, đây chúng ta sẽ dùng tập hợp thì như sau này chúng ta sẽ chạy trên phần tử của a, sau đó chúng ta sẽ ta đưa vào một tập hợp S gì
thì khi đưa vào hết ta chạy trên phần tử của A và đưa vào S thì đưa vào tổ hợp thì các phần tử trùng nhau nó sẽ bỏ đi hết. Thì suy ra sau khi làm xong lệnh đó thì tập hợp S chính là các phần tử khác nhau của A. Đấy. Cho là làm những cái này là dùng cái tổ hợp rất đơn giản. Đấy. Nhé. Đây là tính này. 5 đúng không nào? À đây. Cái 5 tổ hợp. Chúng ta tạm tổ hợp S thì là rỗng đi, S thì là rỗng như này nhé. Đấy. Và chúng ta chỉ việc như sau, chúng ta chỉ việc là for x in A. Đấy. Và chúng ta sẽ bổ sung S, bổ sung vào x thì vào S. Đấy. Thay cái bài số 3 ở đây là tạo một cái dãy, tạo cái mảng rỗng rồi for x in A, x is not in B thì ta bổ sung vào, thì với cái năm là chúng ta chỉ việc tạo S là rỗng for x in A và bổ sung x vào S thì tự động máy nó sẽ loại ra các phần tử giống nhau vì S là tổng hợp và nó không không thể hai phần tử là cùng nhau, mà chúng ta return len của S. Bạn này bạn thấy không nào? Như vậy là với tổ hợp S chúng ta có thêm một cái hàm rất là hay như này, một cái hàm rất là hay thì tôi sẽ đưa vào đây nhé, đưa vào đây thêm cái số 5 này các bạn. Tính thử cái phương án là số 5 nhé, xem nó ra có đúng không ra nhé. Đấy, đúng hết nhé. Thì cái bài số 3, bài 5 này dùng S thì tôi có thể cải tiến còn ngắn nữa này. Tôi làm mà bây giờ deep và tính nó cũng giống cái bài 5 thôi nhưng mà nó rất là nhanh. Vì ở trong Python nó cho phép chúng ta là gì? Cho phép chúng ta là cho một cái list bất kỳ. Đây. A bằng ví dụ A bằng đây nhé. A bằng 1 2 1 1 2 1 1 này. Và cho lệnh là S thì nó dùng lệnh là A. Đấy. Chuyển một phát từ A sang sang tập hợp luôn mà lập tức F thì là tập hợp, nó chỉ là một hai phần tử để rất là nhanh đấy. Như nào, như vậy với cái bài này chúng ta sẽ cách ngon ngoạn lại, chúng ta làm như sau rất đơn giản, chúng ta chỉ việc là return len của set A đúng đúng một lệnh này. Cái bài này với cái tổ dữ liệu là tập hợp chúng ta chỉ đúng dùng lệnh là xong. Bây giờ chúng ta lại đưa vào đây nhé, tính thử tôi luôn cho nó yên tâm để cho nó bảo đảm an toàn là mình làm đúng nhé, không bị sai. Đây là cách 6 nhé, cách 6 này, cách 6 xem nó có đúng hay không nhé, xem nó đúng hoàn toàn. À, nhưng theo cái 6 chính là cách 5 thôi nhưng mà tôi viết ngắn gọn lại thôi. Tôi dùng lệnh set và tôi chuyển cái A này, chuyển từ dãy A này thành một tập hợp. Thì xuyên nó là tập hợp, nó chính là tập hợp các phần tử khác nhau của A mà tôi dùng hàm len tôi trả lại. Thấy không nào? Đấy. Được rồi, thế bây giờ tôi sang cách thứ 7. Chúng ta có rất nhiều cách luôn nhé. Một bài đơn giản này có rất nhiều cách, cách thứ 7. Cách thứ 7 là như sau. Cách thứ 7 là chúng ta dùng dùng một khái niệm mới là khái niệm là từ điển. Đấy. Từ điển là cái gì? À, từ điển là cái này. Tôi giờ trước khi mà tôi đó, từ điển là cái rất là hay. Từ điển ở trong đây tôi sẽ cho các bạn xem nó nhanh về cái khái niệm từ điển nhé. Kiểu khái niệm từ điển. Từ điển là gì? Là kiểu từ điển dữ liệu nó sẽ ánh xạ một tập hợp các cái khóa. Đây là các cái khóa. Khóa A, B, C, D, E, F sang tập hợp các cái giá trị. Giá trị 1, 3, 4, 5, 7, 10. Anh xạ ra như thế này. Bất kỳ. Và cái lệnh mà tạo ra cái chức lập cái anh xạ này chỉ dùng lệnh D thôi. Ví dụ khi tôi khởi tạo cái từ điển tôi viết là D bằng đích thì đây là cái lệnh mà tạo ra một cái điển rỗng. Và tôi chỉ việc đặt gán là xong, tôi viết là d a bằng 1. Như vậy là gán cái ánh xạ cái khóa a sang giá trị là 1. Xong tôi lại d gán giá trị là cái là b sang cái giá trị là bằng 5 chẳng hạn. Như vậy là gán. Như vậy cái lệnh là như sau, cái lệnh đây là một cái điển thì tôi chỉ việc làm cái lệnh là khóa như thế này xong là bằng giá trị. Nó rất đơn giản luôn. Đấy, rất đơn giản. Nhé. Và ở trong đây mình lấy ví dụ nhận D này, lấy ví dụ nhé, mà đây bạn thấy nhận đích này, đây là từ điển này. À,
Thì ví dụ tôi làm một từ điển như sau này. Tôi sẽ ánh xạ tên học sinh của một lớp với điểm thi của nó. Đây, tôi đoán nhanh. Tôi đoán là Hà, cái ông Hà này là điểm thi của ông Hà này là được bằng 8. Tôi đoán tiếp là ông Bình là tôi đoán ông Bình điểm của ông Bình là 9,7. Đoán tiếp người thứ ba là Hoa. Hoa đoán tiếp người thứ ba là điểm của ông của cô Hoa là 9,9. Đây là là như sau, nó có dạng như này. Cách ghi là ở bên ngoài cùng là hai dấu ngoặc nhọn nhé. Đấy, nhưng mà bên trong là hóa này, xong hai chấm, xong giá trị, xong phẩy, hóa hai chấm giá trị phẩy, cứ như thế là được phần cuối, được chưa? Và cái cách mà tạo ra một cái dãy một kiểu rỗng là như này, là chúng ta dùng cái d hoặc là bằng đích cũng là một cách ta tạo cái điểm rỗng, hoặc là d thế này cũng là tạo điểm rỗng. Đây là cái này chứ. Đây là điểm rỗng này. Tôi cho ra tai một cái d ra thì nó sẽ là kiểu dữ liệu là từ điển. Đấy chứ. Thì đây là chính là cách mà ta tạo ra bạn từ điển thôi. Thì tôi biết là d đây. D bằng thì ta phải biết là d nhé. D của Hà. D của Hà. D của Hà điểm của ông Hà đây enter vào rồi. Nhưng mà khi tôi chụp vào phần tử của đích của từ điển nó như là giống như là dãy. Đúng không? Giống như là mảng. Rất là hay. Và chúng ta có cái lệnh là có cái hàm in. Hàm in là kiểm tra cho một khóa, mình tôi kiểm tra cho tôi kiểm tra là ông Bình có nằm ở trong khóa của D không. Đấy, dùng in, dùng hàm in đây. Rồi tôi biết là cô Mỹ Hà nằm ở trong không. Mỹ Hà này. In D không, máy sẽ báo lỗi ngay là false. Nhưng mà cái in là phân tử mà chạy ở trong D được nhé. Đây là từng phát một khóa có nằm ở trong D một cái tử hay không. Đấy, thế bây giờ tôi làm cái này, tôi sẽ áp dụng cái này để tôi tính cái kia. Được chưa? Đây bây giờ tôi làm như sau. Đây tôi làm là từ hạng 7 này nhé. Hạng 7 là như sau này. Hạng 7 là như sau, cách thứ 7 là tôi đáng nhất tôi phải dùng tập hợp. Ở đây dùng tập hợp đúng không nào? Tập hợp, còn ở trên này thì tôi dùng dùng dãy, dùng một cái dãy một cái mảng kiểm tra thì bây giờ dùng từ điển để kiểm tra. Thì làm như sau nhé. Đây. Tôi viết là tạo một cái từ điển rỗng này, đích này. Đó là for x in a tôi kiểm tra nhé. Bên là if not in d, tức là x gì là khóa của d thì bổ sung vào, tôi sẽ bổ sung x khóa một chẳng hạn, và sau cùng thì tôi sẽ return là len của d là độ dài của d. Đó, thì đây là cách số 7, mình tôi kiểm tra xem cái số 7 có đúng không. Như vậy bài này chúng ta qua ví dụ cụ thể thôi cho thấy là Python nó rất là đa dạng và nó rất nhiều cách làm mà rất là đa dạng khác nhau, và đây không phải của Python mà đúng với tất cả mọi ngôn ngữ khác nhé. Đây. Ta kiểm tra xem đúng không nhé. Đúng hết rồi này. Thế là các bạn có thể về nhà kiểm tra lại và chúng ta sẽ làm nhanh như bây giờ tôi được rồi. Nhưng mà chúng ta có bảy cái phương pháp, bảy cái cách tính khác nhau nhé, bảy cái cách tính khác nhau rồi. Thì học sinh làm bài này thì nếu mà bình thường nhá, bình thường thì chúng ta sẽ khi làm bài này thì ta sẽ kiểm tra bằng chúng ta sẽ cho sinh ra là cái em ví dụ chúng ta sinh ra 10 cái test thì ba test đầu chúng ta cho cái n khoảng khoảng dưới dưới 100, test thứ 4 thứ 5 chúng ta cho n lên là 1.000, test 6 7 chúng ta cho n là 10.000, cái test thứ 8, 9 cho N bằng là 100 ngàn, và test thứ 10 cho N bằng 10 triệu. Và chúng ta kiểm tra sau sinh làm, nếu mà sinh làm mà nào mà dưới mà được bất cứ test nào mà dưới 1 giây thì tính là được 1 điểm, và test nào mà là trên 1 giây thì cho là 0 điểm, và cho học sinh làm bài. Thì cái nào nó cũng được không sao, cái nào nó cũng đúng không gì sai, những cái làm là nó cũng đúng sai nhưng mà là vẫn đúng không phải là sai, nhưng mà nó chưa thật chuẩn quá lắm.
Chưa, cái đó chỉ là tôi gọi cái đó nó là lập trình thi đấu thôi, chứ chưa phải là học lập trình để mà hiểu biết thuật toán là học máy tính. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bây giờ chúng ta sẽ không không dùng kiểm thử, không dùng mà test để chúng ta tính, mà chúng ta sẽ phân tích các cái thuật toán này. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ tôi sẽ phải phân tích ở trên đâu cho thuận tiện. Bây giờ tôi không có màn hình nữa, bây giờ tôi làm thế nào mà tôi có thể tôi vừa hiện cái tôi làm thế nào để tôi vừa hiện cái này mà tôi vừa hiện cái hình cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi cho nó nhỏ lại để các bạn nhìn nhé. Đây, chúng ta có nhìn thấy màn hình chưa, chúng ta nhìn thấy màn hình không? Đây nhé, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ cái này lại, các bạn có nhìn thấy bên dưới không nhỉ? Nhé, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ cái này lại và tôi sẽ để bên cạnh, được chưa? Và chúng ta quan sát hai màn hình nhé, quan sát hai màn hình, và tôi sẽ đâu nhỉ, tôi bật được thêm nhé, sao nó lại không lấy được? Ở đây là phóng qua đây, phóng qua đây, rồi rồi nhà tôi phóng nhỏ lại này, nhỏ lại nữa, không thu nhỏ lại nhỉ. Được chưa nhé? Rồi bây giờ tôi sẽ phân tích từng cái một để chúng ta cùng 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 quan sát nhé. Tôi sẽ, các bạn có nhìn rõ hai mình không nhỉ? Nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau này, tôi sẽ thử phân tích thuật toán của những cái bài trên nhé, của những cái bài trên. Rồi bây giờ chúng ta xem cách thứ nhất này, chúng ta cách thứ nhất chúng ta kiểm tra xem cái tính một này này là nó có cái tạp toán là bao nhiêu nhé. Đó, thì các bạn sẽ thấy không nào, ở đây này, bên này tôi sẽ phải làm bên nào tôi phải nhìn rõ được cái tôi muốn nhìn rõ được cả cái đấy cả đây nhé, để nhìn rõ được cái đây nhé, đây ở bên này nhé, các bạn thấy không nào? Như vậy là cái dòng số 6 đấy, dòng số 6 nhé, cái dòng 6 của màn hình thì chúng ta sẽ mất là n cái bước lọc cho y trên y mà trên cái dòng số 6 là sẽ mất sau khi theo cách viết của người làm thuật toán ấy, thì nó là mất là ON thời gian, dòng số 6. Dòng số 5 là 01 thời gian, tôi biết theo cái mức dòng số 5 là mất là không tính không đáng kể, 01 thời gian. Dòng 6 là ON thời gian. Dòng số 7 là ôm vẫn là ôm vẫn là 01 thời gian. Dòng số 8, dòng số 8 chúng ta mất là dòng số 8 chúng ta mất là ô ô pha thời gian, nhưng mà thực chất cái này nó chính là ô nó chính là ON đấy, phi ca khi mà y chạy lên tận sát 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 N thì vẫn là N nhé. Dòng số 9, 10, 11, 12 đều là 01 hết, dòng số 19 đến 12 nó đều là 01 thời gian. Đấy nhé. Hai dòng 8, 6 nó lồng vào nhau. Lồng vào nhau vậy suy ra là cái thời gian chạy của toán trên một chính là ô của n bình phương thời gian. Đấy. Đấy, cái đoạn lại là cái phép tính thứ nhất này là mất ô n bình phương thời gian. Các bạn có thấy không nào? Có thấy nhìn rõ cái này không? Cái này là nếu mà chúng ta mà thật ra là tôi làm nhanh, thật ra vì tôi các bạn phải học một cái chương trình bài bản hơn này, cách phân tích thời gian của một thuật toán. Nhưng mà chúng ta không ra tôi làm nhanh thì chúng ta bạn nào mà không hiểu thì có chúng ta công nhận nhé. Như vậy là cách cái bài 1 là có thời gian là n bình phương, tức là ON thời gian, ON bình phương thời gian. Thì chúng ta sang bài số 2 nhé. Chúng ta phân tích bài số 2, chúng ta phân tích cái bài số 2 nhé. Người mà tôi nói được là cái điều mà sau này là giáo viên chúng ta phải biết, học sinh phải học được cái này. Học sinh nào định hướng sẽ phải biết được cái này. Còn từ xưa này chúng ta là học sinh, là cái nào học sinh giỏi là cứ học học những cái máy thôi, và biết con nào với con đó và không biết cách phân tích, cho nên là rất lúng túng khi chúng ta chọn các cái phương án khác nhau. Còn bây giờ chúng ta học cái này chúng ta thấy là như vậy, cách tiếp cận để giải bài toán là nó khác với ngày xưa nhé, khác ngày xưa rất là nhiều đấy. Và nó như vậy, nó lập trình không mà chỉ lập trình thi đấu nữa, mà lập trình thuật toán, lập trình thì có chúng ta có thể mở code cho chúng ta kiểm tra code của học sinh và chấm điểm theo code bài của học sinh, chứ không phải là chấm điểm theo theo các cái bộ test nữa. Rồi cái bài số 2 nhé, tính 2 nhé, tính 2 thì cái dòng 18 là chúng ta cách 2 này, đây là tính 2 nhé, tính 2 này thì cái dòng 17 thì vẫn là không một thời gian, vẫn là không tính nhé.
dòng 18 và dòng 19 là lồng nhau, dòng 18 là ON thì ra chúng ta chạy N lần. Dòng dòng 19 thì như sau. Dòng 19 chúng ta phân tích kỹ hơn nhé. Dòng 19 này thì đầu tiên máy sẽ phải, đây chúng ta bài này là khó hơn này, dòng 19 nhé. Đầu tiên là máy phải tạo ra được cái mảng này. Đấy. Tạo ra được mà dùng slicing thì cái thời gian tạo cái mảng này là mất là y thời gian, tức là không y thời gian, ta lại gọi y thời gian đi, không y thời gian, không y thời gian nhé. Rồi tiếp theo là sang dòng tiếp theo là lệnh là if i not, thì cái lệnh là in, cái toán cử in ở trên dãy là nó sẽ có mất là ô mất là n thời gian, nhưng mà cái toán cử in ở cái dòng 19 ấy, tức là 19 nhé, là nó mất là cũng không y thời gian. Như vậy tổng hai cái này là không y thời gian và tổng hợp cả hai cái này lại vẫn là ô n bình phương thời gian. Đấy. Còn cái lệnh là bài dòng xoay mốt này thì vẫn là không một thời gian. Như vậy là cái suy ra cái bài số 2 nó sẽ là bài số 2 là nó là không không n thời gian. Nhưng mà khi chúng ta phân tích kỹ hơn một chút đấy, phân tích kỹ hơn một chút nhé, thì cái bài này này, cái bài một này chúng ta dùng, ở chỗ này chúng ta đây này, ở đây này, chúng ta có hai vòng for lồng nhau, cái hai vòng for là rất là chậm. Còn đây này, ở đây chúng ta mất thời gian, chúng ta phải tạo cái này, tạo tạo cái mảng con này là mất y thời gian, y thời gian. Xong cái vòng cái kiểm tra not in này là mất y thời gian nữa. Trên cái chỗ này là mất khá nhiều thời gian luôn, mất 2 lần y thời gian. Nhân với cái này là n nữa, tổng cộng lại nó vẫn là o n bình phương thời gian nhé. Bây giờ chúng ta sang cái vòng thứ ba, cái C3, nên chúng ta phân tích những cái C3 nhé. C2 vẫn là o n bình phương thời gian, mặc dù là cái C3 nhé, là tính 3 này, tính 3 nhé, tính 3 cái dòng 24 là dòng 24 là nhanh lắm, không là tạo ra một cái, nó tạo ra một cái dãy rất nhanh là không một thời gian thôi. Sau đó là cái dòng 25 là vòng lặp của nó là ON thời gian nhé. Vòng 26 là kiểm tra if B not in B nhé, thì cái lệnh này kiểm tra xem một phần tử có nằm trong một dãy không, mất N thời gian, ON thời gian. Cái lệnh B ở pen này là cái lệnh mà ở pen mà bổ sung một phần tử vào cuối một dãy là 101 thời gian. Như vậy cả hai cái này là không n thời gian nữa, và là hai vòng lồng nhau, suy ra là hai cái này là, vậy suy ra chỗ này là 26 27 26 27 là mất là ON thời gian nữa. Vậy suy ra tổng kết lại hai cái này gộp lại nó sẽ là ON bình phương thời gian. ON bình phương thời gian. Đó. Nhưng mà các bạn mà để ý thêm một chút nữa thì cái bài 23 này nó tối ưu hơn rất nhiều lần so với bài 23, tối ưu hơn so với 2. Thì bài 2 là bài chúng ta mà tính mà tạo ra cái này một lần này, xong rồi kiểm tra cái này một lần nữa này, nhưng mà nó mất thời gian hơn cái này thì không cần, cái này chỉ một phát là ăn luôn. Cái lệnh bổ sung một từ vào cuối của một cái dãy rất là nhanh. Và cái lệnh mà tính cái hàm len này, cái hàm len là cái hàm mà không một thời gian. À, chúng ta chú ý nhé, đây nhé. Suy ra là cái C3 này là ON thời gian. Chúng ta chú ý là cái hàm len của một cái chú ý là cái hàm len của một dãy là tính là không một thời gian rất là nhanh. Đấy. Bây chúng ta sang cái 4 này. 4 nhá, chúng ta sang cái 4 nhá. Như vậy cái bài 3 này vẫn là ON bình phương thời gian. Nó cùng đẳng cấp với, như vậy là cách một cái hai cái ba là cùng đẳng cấp, cùng cái bậc về gọi là tính tối ưu đối với tạo ra của thuật toán là ON bình phương. Thì chúng ta sang cái C4 nhé, C4 này nhé, C4 thì ở cái dòng đầu tiên dòng 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 31 này, ở cái dòng 31 này là dòng 31 là phần mềm Python nó sắp xếp dãy A theo cái thuật toán là sắp xếp nhanh, cho nên là nó chỉ mất là ON và N log N là thôi, anh nhân hẳn so với N bình phương nhé. Mẹ bốn anh muốn này đúng không? Cả các đoạn từ 32 cho đến 35 này chỉ là ô một thời gian thôi, không có gì. 32 đến 35 là ô một thời gian nhé. Ở chỗ này vòng 36
dòng 36 nhé. Dòng 36 thì ở phía dòng phía trên là dòng 36 là ô n thời gian, vì nó là chạy một for i in range, nhưng chạy đầu đến cuối mà. Lệnh if này kiểm tra là mất một thời gian thôi. Kia hàng k cộng là mất một thời gian, cho nên là toàn bộ cái này là mất on thời gian thôi. Tổng cộng lại, tổng cộng lại đây nó sẽ bằng, suy ra đây là gì, tổng lại nó sẽ bằng là o n log n thời gian đó. Bị suy ra cái bài 4 là cái bài là nó có dọc thời gian là nhanh hơn hẳn ở trên rồi, đẳng cấp hơn hẳn so với là C1, C2, C3. C1, C2, C3 đều là on thời gian, mặc dù là cái C3 là tốt nhất nhanh nhất, nhưng mà cái C4 nhanh hơn nữa. C4 là n log n ra, các bạn biết rằng là n log n nhé, là cái hàm đó là nó nhỏ hơn hẳn so với n bình phương, cho nên là khi n rất lớn thì nó sẽ chạy rất nhanh. Cho nên C4 là rất tốt, rất tốt là n log n thời gian. Bây giờ chúng ta sang C5. Đấy, C5 nhé, chúng ta sang cái C5 rất rất đặc biệt. C5 nhé, là tính C5, tính nhà 5 nhé. Đấy. Thì đầu tiên là cái lệnh dòng số 42, dòng số 42 là chỉ mất không một thời gian, tạo một cái dãy rỗng nhé. Rồi, tiếp theo là dòng số 43. 43 là cái lệnh for x in a. X in a là nó chỉ mất là không n thời gian chạy. Tiếp theo là 44. Trời ơi, 44 là cái phức tạp nhất đây. 44 là cái rất đặc biệt, của kiểu dữ liệu tập hợp. Cái lệnh append của dãy mất không một thời gian. Còn lệnh s này, về mặt lý thuyết là máy sẽ phải kiểm tra xem x gì cũng trùng có nằm ở trong s gì không. X gì không nằm trong s thì bổ sung vào s gì, còn nếu x gì mà nằm trong s gì thì phải loại ra. Nhưng rất may là cái tập hợp của Python nó dùng công nghệ rất là mạnh, là công nghệ băm, cho nên là cái 44 dòng dòng thứ 44 này nó chỉ mất là gì, nó chỉ mất là không một thời gian, chỗ này chỉ là không một thời gian thôi. Và cái dòng 45 trả về cái hàm len của S, 45 tính cái hàm len của S nó cũng chỉ là không một thời gian. Thế con nào, cái sẽ tổng hợp cái lệnh cái C5 này là ON thời gian. Đấy. Nhưng mà chúng ta tìm ra được một cái bài giải của bài này với bài số 5 là thậm chí là ON thời gian, tức là tuyến tính hoàn toàn. C1, C2, C3 là n bình phương, đến C4 là n log n, như vậy là tựa tuyến tính, nó gọi là log tuyến tính. Nhưng sang cái bài C5 là tuyến tính hoàn toàn, như vậy ai làm bằng cách C5 là rất tối ưu. Còn C6 hiển nhiên rồi, lệnh set a này là mất on thời gian, hàm len là o1 thời gian, như hàm C6 hiển nhiên nó là on thời gian rất nhanh. C6 chính là C5 mà, C6 là on thời gian, là còn nhanh hơn cả C5, rất 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 tối ưu. Cái C6 này là tối ưu nhất luôn. Để sang thứ bảy, chúng ta làm sang chỉnh à, chúng ta tính toán đến đến C7 đúng không? C7 đây, C7 đây nhá. C7 nhá, C7 đây. C7 thì cái dòng số 51, dòng 51 là mất không một thời gian. Dòng 52 là duyệt trên phần tử của A, nó tức là không n thời gian. Rồi, tiếp theo là cái dòng số 53. 53 là kiểm tra cái toán tử in ở trên đây, ở trên trên toán tử in ở trên ở trong kiểm tra xem một cái khóa có nằm ở trong một tiển hay không. Thì lại mà rất hay nữa là cái từ điển nó cũng dùng cái công nghệ cái lý thuyết là dùng công nghệ băm để nó xử lý, cho nên là cái hàm in ở trong D này nó chỉ mất không một thời gian. Đấy, cái này rất là hay luôn, hàm in này là không một thời gian. Đây là cái đặc biệt của lý thuyết của từ điển nhé. Còn cái lệnh 54 là lệnh gán đó thì nó cũng mất là không một thời gian. Và cái lệnh nó cái 55 là tính hàm len không một thời gian, cái sẽ ra tổng hợp của C7 này cũng là không n thời gian thôi, mà C7 cũng là on, nó chậm hơn một chút so với C6. Như vậy chia mà chúng ta vậy, tổng kết lại chúng ta được không nhá,
Như vậy chúng ta cái bài này chúng ta thì ra được 7 7 phương án xảy ra nhé, 7 7 7 7 cách làm khác nhau nhé, 7 thuật toán khác nhau này, 7 cách làm khác nhau nhé. Như vậy là C1 này, C2 này, C3, cả ba anh này đều là ON bình phương xảy ra. C4 là ON log N là rất tốt rồi, rất tốt so với so với cái trên rồi. Đến C5, C6 và C7 ba cái này đều là ON thời gian. Trong đó cái C5 C6 là tốt nhất. C6 là tốt nhất, đến C5, sau đến C7, phân C4, C3, C2 thì C3 là tốt nhất, sau đến C2 và C1 là tồi nhất. Các bạn thấy không? Như vậy là có thấy như vậy là khi chúng ta biết là phân tích thuật toán rồi đấy, đây là cái điều mà tôi muốn nói là trong tương lai là các bạn phải biết nhé, những người mà trong tương lai môn tin học chúng ta sẽ thay đổi là chúng ta phải biết được cái điều mà tôi đang nói ở đây. Và như vậy trong tương lai thì có thể thậm chí là không phải cái cuộc thi nào cũng là chấm online bằng cách là khi là chúng ta cũng như ta biết chúng ta có những cuộc thi khác, sẽ có cuộc thi khác và yêu cầu học sinh là phải phân tích được thuật toán và chúng ta chấm bài bằng phân tích thuật toán, chứ không cần chấm bài bằng chấm điểm tự động bằng cách là test. Thế như vậy nhé, như vậy là cái nếu học sinh làm cách này thì như sau này thì với C6 C5 chúng ta sẽ cho 10 điểm nhé, C7 chúng ta cho 9 điểm, C4 chúng ta cho 8 điểm, C3 chúng ta sẽ cho là 7 điểm, còn C2 cho 6 điểm và C1 cho 5 điểm. Không, C1 C2 là bằng nhau, cùng là 6 điểm. C1 là 6 điểm. Nghĩa C1 C2 là 6 điểm, C3 là 7 điểm, C4 là 8 điểm, C7 là 9 điểm, C5 C6 là 10 điểm. Đó là cách này. Nhưng mà trong tương lai là như vậy nhé. Như vậy đây tôi hôm nay tôi muốn nói với các bạn là như vậy là chúng ta có một cách nhìn mới là giáo viên cấp 3 đấy trong tương lai xa xa, gần gần thì phải xa xa đâu, chúng ta phải học đây thì chúng ta chuyển đổi và chúng ta sẽ biết được cái cách mà chúng ta phân tích được thuật toán, được cách tối ưu của thuật toán và chú ý rằng một bài toán có rất nhiều cái giải khác nhau, rất nhiều toán khác nhau và tất cả nó rất là tường minh, rất tường minh. Như vậy thì những cái lời giải này là giải mà tôi không chứng minh, nhưng mà về lý thuyết các bạn phải chứng minh được. Như vậy là khi mà chúng ta làm một chương trình ấy, khi mà chúng ta phân tích thuật toán ấy, chúng ta phải làm hai việc nhé. Như vậy là thuật toán nhé, như vậy là cái về chú ý là một cái lời giải này, thuật toán này chúng ta phải làm hai việc. Một là phải chứng minh tính đúng của nó, tính đúng của thuật thông qua test thì cũng tốt rồi, nhưng không phải mọi thứ, không phải là mọi cái việc thông qua test đều là đúng đắn cả, chúng ta phải chứng minh. Và hai là phải đánh giá được thuật toán. Mà cả hai việc này làm là không cần bộ test, không cần bộ test và không cần tính thời gian để mình chạy cái đó. Tất nhiên là những cái việc này là cũng rất cần rồi, nhưng mà nó là cái việc rất cần đã đành rồi, nhưng mà nó không phải là tất cả. Hiện nay chúng ta đều hiểu rằng là tất cả mọi thứ đều thông qua cái bộ test này hết. Test mà sai tức là sai, test đúng tức là đúng, thì cái đó cũng cũng đúng thôi, nhưng mà nó chưa phải đúng hoàn toàn. Đúng hoàn toàn là phải là như thế này, chúng ta phải chứng minh được bằng bằng toán học là nó là đúng đắn thật sự và phải đánh giá được đúng đắn cái toán của nó như tôi vừa nói. Nhưng mà chúng ta với cái bài này chúng ta có để tôi mô tả ra 7 cách làm mà tôi phân tích được tỉ mỉ là cái nào tốt cái nào không tốt và tính được cái độ phức tạp của thuật toán đây. Cái chỗ này là n bình phương, mà n bình phương thì n bằng 1 triệu là fail, n bằng 100.000 thôi là cực kỳ chậm luôn rồi, là không không thể chạy được. Còn với n log n thì bài này chúng ta chạy tốt với 1 triệu, chạy ngon lành với 1 triệu nhé. Nhưng mà n bằng 10 triệu thì sẽ hỏng, n bằng 10 triệu hay là sẽ hỏng. Còn on thì là vô tư, sẽ có thể chạy đến 10 triệu là chạy ngon lành. Anh bạn thấy, nhưng mà nó rất là khác nhau nhé. Chúng ta là tôi không cần thiết chạy chương trình, tôi biết là như vậy một cách nào là tốt nhất, cách nào là không tốt. Được rồi, nhưng mà tôi vào hôm nay tôi vừa trình bày xong phần của tôi rồi nhé. Các bạn có hỏi gì nữa không nhỉ? Tôi định định đầu tiên tôi định làm khoảng 2-3 ví dụ cơ, nhưng mà vì chúng ta thời gian ít quá mà tôi làm một ví dụ đã sẽ hết trừ thời gian rồi. Thì nếu mà có thời gian nữa tôi sẽ nói chuyện, tôi sẽ làm tiếp cái này, làm tiếp cái này cho các bạn biết nhé. Quay hỏi gì không nhỉ? Dạ thế ơi, cho em hỏi thế ơi. Ừ.
Thế thì thật sự là em còn chưa hiểu được cái cách mà tính ONO1 bằng cách nào mình nhận biết được thầy ạ. Thế này đi về phải học thôi. Dạ, nhưng mà ý em hỏi là mình phải học từ cái sách nào ạ? Nên chưa có đâu, sang năm mới có nhé, sang năm mới có. Mà hiện nay các bạn thấy là tôi, hiện nay tôi đang viết cuốn sách là nhập môn thuật toán, cuốn đó là cuốn tôi chỉ về đủ những cái này đấy. Các bạn có thể tìm hiểu trước cuốn sách của tôi nhé, cuốn sách có tên là nhập môn thuật toán nhé. Thế thì các bạn có thể tìm hiểu cuốn sách đó để cho nó, tôi viết hết những cái này đấy, tôi viết trước cho các bạn để các bạn là cái này là sang năm các bạn mới được, mới cần phải học. Còn bây giờ nói trước thôi, thì hôm nay là cái buổi nói hơi sớm. Thế nên các bạn đang bắt đầu học Python mà, cho nên là cái này là tôi nói trước các bạn, thì chúng ta hình dung là sẽ làm cho ra như thế nào nhé. Không 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 khó đâu các bạn, không có gì là khó đâu, học một tháng ngắn chắc là nó quen ngay thôi mà nhé, không không có gì là khó cả đâu. Rồi, cho hỏi xíu thầy ạ. Cái chỗ mà kiểm tra ít nằm trong cái từ điển á, sao mình biết được chỗ đó là nó có đủ quốc tạp là một hả thầy? Thông thường á, là kiểm tra nằm trong tập hợp hoặc là nằm trong từ điển là mới đối với ngôn ngữ sinh động cảm thì nó là N nha cho lóc. Thực Bây ra giờ là ngày trước ở là trong kiểm tra một phần tử nằm trong một tập hợp trong một cái điển, thực ra nó là trong trường hợp xấu nhất thì nó mới là không ON, bình thường nó là không một. Bây giờ đây các bạn có thể tra cứu cái chỗ này này ở trong chương trình của tôi đây, các bạn có tra cứu ở trên trong chương trình nhé, nó có cái chỗ này này. Các bạn vào cái trang này, nó có cái trang nó nói về cái tính time complexity của đây này. Đây nhé. Nó mô tả đối với list thì như thế nào nhé, tôi mô tả cho các bạn xem này, chỗ nào là không một, chỗ nào là không đấy nhé. Đối với list nhé. Đối với list thì đây đây này. Đây mô tả hết, cho nên mô tả hết nhé. Đây, tôi cho các bạn xem đối với đây là đối với set nhé. Đây set này là x in s này, trường hợp trung bình là không một thời gian thì con nào, còn trường hợp xấu nhất là ON thời gian đấy, nó ghi rõ đây nhé. Đây mà tôi cho kiểm tra đích này, đích nhé, đích in này, k in d này là không một thời gian, thấy không nào, trường hợp xấu nhất là ON thời gian. Cái này rất là sâu, cái muốn tìm hiểu nữa thì các bạn phải tìm hiểu sâu hơn nữa, nhưng đây là cái bảng nó có sẵn rồi, chúng ta chỉ phải tra cứu và chúng ta có thể làm quen, thế làm quen nhiều thế nó quen ngay thôi, không có gì nhé. Đây các bạn cứ vào cái trang này, Yeah, rồi. các bạn tra cái từ time complexity của cái của các cái cấu trúc dữ liệu ở trong Python gì gì hết. Bằng cái này chúng ta làm nhiều làm quen, chúng ta thử nhiều nó quen ngay thôi mà, không có gì. Vì là nếu ai mà hiểu sâu hơn nữa, chúng ta hiểu về cái kỹ thuật băm ấy, kỹ thuật hash thì chúng ta sẽ hiểu hơn, là rất dễ hiểu thôi, không có gì. Được chưa? Nhưng Cảm ơn mà thầy. hôm nay tôi trình bày các bạn có thấy khó hiểu quá không? Đúng là hơi khó hiểu đúng không? Hơi lạ đúng không nào? Hơi lạ thôi chứ còn không có gì đâu, thì chúng ta sẽ làm quen dần thì chúng ta sẽ hiểu nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, em chờ thầy ạ. Sao? Cảm ơn thầy. Thưa thầy. Tôi sẽ chào các Dạ, bạn cảm ơn nhé. thầy ạ. Dạ, chào thầy ạ. Chào quý thầy cô. Cảm ơn Em thầy chờ ạ. Chào. Dạ, cảm ơn thầy.